Sáng hôm nay rảnh rỗi không có chuyện gì làm thì mình có thay nước cho mấy cái hồ cá săn mồi này nè các bạn. Sẵn lâu lâu quay lại mấy con cá này cho các bạn xem. Đây là con cá sấu quả tảng nè. Con này biết bao nhiêu pha nhảy ra khỏi hồ rồi á. Khô nhớt trầy mình gì đủ kiểu mà đến hôm nay mình nuôi nó vẫn khỏe. Đúng thiệt là mấy con cá săn mồi nó mạnh thiệt ha. Còn đây là con cá hồng vĩ mau vịt nè. Con này thì ngoan, bình thường không có chuyện gì hết. Bây giờ thì mình chăm nước mới vô. Cái hồ này thì mình ít khi thay nước lắm. Tại nuôi có hai con à, nó ăn với ỉ cũng không có nhiều nên là nước cũng ít khi dơ. Nhưng mà mấy hôm nay trời mưa quá, sợ nước mưa nó có độc á nên là thay nước hết luôn. Thay nước xong thì mình chăm thêm một tí vi sinh OBO để hỗ trợ ổn định nguồn nước, giúp nước nhanh trong hơn. Rồi qua cái hồ cá ba đuôi kế bên cho nó ăn, sẵn quay lại cho các bạn xem tí. Thì các bạn còn nhớ lúc trước mình sinh sản thành công mấy cá ba đuôi không? Tới hôm nay thì cũng lâu lâu rồi á. Thì đây là mấy cá ba đuôi con của mình nè, ép ra một đống mà nuôi sống được có mấy con à, còn bị đẹt nữa. Con lớn chà bá, còn con nhỏ xíu. Hôm nay thì mình sẽ bắt nó ra nuôi chung với mấy cá ba đuôi lớn luôn. Nhỏ vô đây vài giọt lưu cai để khử khuẩn ngừa bệnh nè. Sợ mấy con này nó mang mầm bệnh á, rồi nó lây cho cái hồ cá lớn của mình là tiêu luôn. Bây giờ thì để cho bọn này sống ở đây, hy vọng là đừng có bị ức hiếp quá ha.